Yo, xin chào anh em. Sau một thời gian dài anh em chờ đợi thì Tùng Tích cũng ra một bản hướng dẫn anh em về bài Ba kể con nghe. Thì cũng nhiều anh em yêu cầu quá, một thời gian rồi Tùng Tích hơi bận cho nên là chưa có thời gian để dạy cho anh em một cách chi tiết được. Hello. Bây giờ trước tiên với bài Ba kể con nghe này thì như các bạn nào đã tập qua thì cũng biết là nó chỉ có bao gồm bốn hòa thanh thôi. Thì bây giờ Tùng Tích sẽ dạy chủ yếu là cái màu và cái cách đánh của Tùng Tích. Thì trước khi vào tập với bài thì Tùng Tích có một lời khuyên với anh em là chúng ta nên có một cái nhịp tempo nhất định trước. Ví dụ với bài kể con nghe này thì sẽ lấy tempo tầm bao nhiêu nhỉ? Nhớ lại. Khi xưa ba bé hơn đàn. Nghe cái ví dụ 110 đi. Thì tempo thì như mọi người cũng biết thì nó như kiểu cái nhịp phách để giữ cho mình đánh mà Tùng Tích cũng khuyên các bạn là như thế này. Nên tập đánh một bài nhạc với tempo. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta nên làm quen với cái việc giữ được một cái tiết tấu thực sự chính xác và chuẩn. Thì ví dụ như về sau anh em có đi thu hay làm gì mà phải thu với tempo mà phải thu đàn trước thì chúng ta nên tập với tempo trước. Ok, như vậy ở đây thì Tùng Tích sẽ gõ một cái tempo 110 như sau. Cách, cách, cách. Đó. Tùng Tích sẽ đánh mẫu cái phần intro trước này. Thì phần intro ở đây Tùng Tích đánh gần như là dựa trên hòa thanh thôi, chả có cái gì cả. Đúng không? Đầu tiên, mọi người nhìn thấy tay của mình. Đây là Tùng Tích bấm la trưởng này. La trưởng và chặn. Bình thường la trưởng là như này đúng không? Đó, nhưng bây giờ Tùng Tích sẽ chặn một ngón này thôi. Một ngón trỏ. Sau đó Tùng Tích bấm thêm ngón út vào vị trí nốt C tại đây. La 9. Tiếp theo này. Đô thăng. Tùng Tích bấm ngón áp út này lên đô thăng. Sau đó. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây, thực ra thì nó vẫn là màu của la 9 thôi, ngón này Tùng Tích không dùng nhá. Tại vì sao? La 9 là vừa xong Tùng Tích bấm như thế này có nốt C đúng không? Thì khi Tùng Tích bấm như thế này là C mí thì bản chất nó vẫn là La 9. Nhưng chúng ta áp dụng thay nốt bay đi, đó là nốt đô thăng này. Đó và con út Tùng Tích bấm vào thế đấy. Tùng Tích sẽ hướng dẫn làm sao để cho các bạn dễ hiểu và dễ đánh nhất. Chứ Tùng Tích sẽ không phân tích sâu quá về nó làm gì cả. Tại vì là cũng mất thời gian không để gì cả. Ok, đây. Vẫn giữ nguyên, thực ra là vẫn giữ nguyên màu như vậy. Chúng ta chuyển về pha thăng. Đó, đúng không? Tùng Tích bấm như này. Đó, thì nó không khác gì la 9 đâu đúng không? Nhưng mà Tùng Tích thay bằng pha thăng thôi. Nhưng mà về cái bài này thì Tùng Tích áp dụng là chủ yếu là chỉ thay đổi nốt bass. Còn màu thì gần như là màu của la 9 hết. Đó, pha thăng trên la 9 này. Re này. Đấy, re ở đây Tùng Tích cũng áp dụng là re 9. Có nốt mi. Đó, cái này là nó như kiểu là re major 7 các bạn. Đó thì bây giờ phần intro nó chỉ có 4 hòa thanh như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài. Thì Tùng Tích đệm đoạn đầu thì gần như là khi xưa ba bé hơn đàn. Âm thanh đi khắp
Thì với cách tỉa ở đây thì mỗi người sẽ có một cách của riêng mình. Như với Tùng Tích, đây là một cách tỉa mà Tùng thấy hợp lý với Tùng nhất, tại vì là và các bạn nếu muốn tập cách tỉa theo bản năng này thì không nên, mà chúng ta nên như Tùng Tích là luôn tập với tempo từng 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 đó, ví dụ như vậy. Tùng Tích sẽ ví dụ luôn. Nói chung là với cái việc tỉa này thì mỗi người sẽ có một kiểu thôi. Chúng ta không nên kiểu áp đặt người nào giống người nào, tại vì là tùy vào cái cảm nhận âm nhạc của mỗi người. Tùng Tích sẽ chỉ dạy theo kiểu để các bạn, một là các bạn biết màu hòa thanh này, hai là về cái đoạn tỉa đầu này thì chúng ta không quá phải quan trọng mỗi người một kiểu, làm sao để cho nó thật sâu lắng đoạn đầu, làm sao cho nó thật tình cảm là ok. Ok, bây giờ vào đến các đoạn tiết tấu. Thì có một cái vấn đề như thế này. Khi mà vào phần tiết tấu ấy thì chúng ta bao giờ cũng phải nghe cái tiết tấu của trống. Của trống ở đây là như thế nào? Ví dụ cái phần trống thì bao giờ cũng có kick và snare, đúng không? Phần snare là cái phần chát chát, kick là cái phần kick kick. Đó thì cái phần kick ở trong cái phần trống ở trong cái bài ba kể con nghe này thì nó sẽ như thế này. Kick 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 chát kick kick kick. Đó, là như vậy. Thì bây giờ anh em hình dung như sau. Cái phần kick ấy thì mình sẽ đánh vào cái phần bass này này. Đó, còn phần snare thì mình sẽ đánh ở phần dưới này. Thế cho anh em dễ hiểu. Ví dụ. À, bật tempo nhé. Kick, kick, kick. Đó. Hòa thanh vẫn vậy. À, cái thế mà Tùng Tích bấm vào đây này, nó như kiểu vẫn là re thôi, nó như kiểu re trưởng đây này, xong rồi re major 7 đây, re major 7 đây, như này mọi người sẽ dễ nhìn hơn, re major 7 re này. Nhưng Tùng Tích cũng tắt, Tùng Tích chỉ cần lấy cái bộ ba mấy cái bass trên đó. Ok, tiếp. Em có thể ví dụ cái đoạn vừa xong Tùng Tích có một số những cái nhịp đảo phách thì anh em có thể ở trên YouTube ấy, nó có cái chức năng tua chậm ấy để đỡ tốn thời gian, thì anh em nên xem lại. Ví dụ anh em là tập chưa được xem lại và tự gõ tempo cho bản thân mình và thử phân tích cái đoạn đấy ra xem sao. Còn bây giờ phần quạt, Tùng quạt hết sức tự nhiên như sau. Hòa thanh thì vẫn vậy nhá, không có thay đổi gì đâu, đoạn bài này chỉ có vậy thôi. Phần quạt này thì cũng không, chúng ta không 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 cần phải quá máy móc làm gì, tại vì là cái phần quạt này chúng ta có thể tự phát triển theo ý của từng người được. Thì Tùng Tích sẽ kéo chậm tempo lại một chút,
Tùng Tích sẽ đánh chậm để cho mọi người hiểu, chứ bây giờ ngồi phân tích thì mất thời gian lắm. Ví dụ Tùng Tích để một cái tempo chậm hơn rất là nhiều đi, 75 xem nào. Two, one, two, three, go. Chúng ta đây nhá. Sẽ như thế này. Xuống lên xuống, xuống lên xuống, thì chúng ta xuống lên xuống, lên xuống, chúng ta bỏ cái lên đi, cái lên ở giữa đi. Xuống xuống lên xuống, xuống lên xuống đúng không? Thì xuống lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống. Đó, chúng ta bỏ cái lên ở giữa đi. Bình thường không là xuống lên xuống, xuống lên xuống đúng không? Bây giờ là xuống lên xuống, lên xuống, 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 xuống lên xuống, lên xuống. Đó thì làm sao để đánh cái này tốt? Thì thực ra thì chúng ta đánh có thể để mà tập quen ấy, chúng ta cứ đánh đúng theo cái ban đầu ấy. Xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, xuống lên. Sau đó tay chúng ta cứ để đều này thôi, chúng ta chỉ nên nhớ là đánh vào cái nào thì chúng ta không, à quên, chúng ta không đánh vào cái nào chúng ta bị nó đi thôi. Xuống lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống chẳng hạn, xuống lên xuống, lên xuống, thì cái lên đó mình không đánh vào, mình chỉ đánh hờ qua đây thế này. Đó là như thế này đấy, thì cái hờ này là cái mà không đánh. Xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống. Đó, ok. Tùng Tích nghĩ là Tùng Tích hướng dẫn như thế là cũng đủ cho anh em rồi, và anh em nên nhớ là như thế này, cái việc mà chúng ta những cái mà Tùng Tích dạy ấy, thì không nhất thiết là các bạn phải đánh theo Tùng Tích, tại vì chúng ta sẽ làm mất cái màu nhạc của chính mình đi. Ví dụ ba kể con nghe thì có nhiều cách cảm nhận khác nhau, chúng ta có thể đánh theo những kiểu mà chúng ta mong muốn. Tùng Tích chỉ có thể dạy qua được một chút để cho anh em hiểu cái vấn đề thôi, còn anh em nên tự phát triển theo cái màu của mình và đừng bao giờ để mình bị mất cái màu nhạc của chính bản thân mình. Đấy là một cái điều khá là cấm kỵ, tại vì là đấy là với Tùng Tích thôi, còn với người khác thì Tùng không biết. Tại vì là ví dụ như Tùng chẳng hạn là học theo một người khác, một người thầy nào đấy, mà thầy dạy cho mình những cái cơ bản mà mình lại không phát triển được nó ấy, mà mình không phát triển được âm nhạc của bản thân mình, mà mình lại làm theo hoàn toàn y nguyên thầy, thì đó không phải là bạn nữa. Đấy là bạn đang copy từ thầy của bạn và bạn đang tìm mọi cách để bạn giống được thầy bạn, thì đó là một người thầy, một cái bản sao thứ hai, nó không còn là cái âm nhạc trong chính mình nữa. Cho nên là Tùng Tích mong là anh em có thể có được những cái gu âm nhạc của chính em mình, làm sao để đánh ra được theo style của mình và người khác người ta nghe người ta nhận được style của mình luôn là như vậy. Và mong chờ anh em có những comment và nhớ subscribe, để nếu mà có những bài giảng hoặc anh em muốn, có thể anh em hỏi bất kỳ bài gì cũng được, Tùng Tích sẽ hướng dẫn về hòa thanh và cách đánh của Tùng Tích cho anh em, còn sự phát triển ở đâu là của anh em. Và thank you anh em rất nhiều. Anh em nhớ là yêu cầu bài gì thì cứ comment ở dưới, và nếu mà comment là Tùng Tích đọc được và vô tình ấy được, Tùng Tích sẽ làm hướng dẫn ngay lập tức. Thank you em rất nhiều. Bye bye.